Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Long ở Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại cuối là 5216, gửi cho em. Giờ em sẽ mở hộp hộp của bác ấy ra. Rồi, thì trong cái hộp đấy thì có một cái đồng hồ của bác ấy và một cái thư. Thì trong cái thư này thì có địa chỉ của bác, thì em phải che đi các bác thông cảm nhé. Phía trên là địa chỉ của bác, thì bác ấy ghi như sau: đồng hồ em bị hấp hơi, tức là bị nước vào đấy, dây tóc đứt, lên cót nặng, úp đồng hồ xuống là chết, không chạy được, anh xem kiểm tra giúp em cảm ơn. Đó, đây là của bác, đồng hồ của bác đây. Đây, hiện tại thì em ngửa lên thì các bác thấy nó vẫn đang chạy này, đúng không ạ? Ngửa lên vẫn đang chạy bình thường. Đấy, nhưng mà úp xuống này, úp xuống. Hai, các bác thấy úp xuống để xem này, nhìn tóc xem tóc có chạy không. Đấy, thì trong quá trình kiểm tra em thì em sẽ tháo đồng hồ này ra kiểm tra luôn. Đấy, các bác thấy tóc là ngừng chạy rồi. Tóc ngừng chạy rồi, ngửa lên là chạy đúng không, ngửa lên là chạy bình thường đó, ngửa lên chạy bình thường, nhưng cứ úp xuống là không chạy. Đấy, úp xuống là không chạy, đợi một lúc là đứng máy. À, đứng máy rồi đấy, bắt đầu đứng rồi đấy. Rồi bây giờ em sẽ tháo ra em kiểm tra cái đồng hồ này. Đồng hồ này trước tiên là bị nước vào nhé các bác nhé. Nước vào nhé. Bác nào cần thì vào Zalo, phía trên Zalo có chữ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại này vào là ra Zalo của em. Thì các bác nhắn tin giúp em thôi, đừng 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 gọi nhé. Đó, rồi em sẽ tháo cái căn căn giữ máy này ra. Rồi, và cái này các bác nhìn thấy cái tự động của nó bị bung cái này ra này. Đây các bác này. Đó. Cái logo đấy, gọi cái logo, nhưng mà cái này không ảnh hưởng gì cả nhé. Cái này gắn vào là xong rồi. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra khỏi máy. Ra khỏi vỏ. Đó, rồi. Đó, ra khỏi vỏ. Để kiểm tra cái đồng hồ này. Đây, cái đồng hồ này nước vào nên là nó bị mặt nó hơi vết này các bạn. Đó. Đó. Ngửa lên thì chạy rất bon đúng không ạ? Úp xuống này thì chạy được một lúc. Rồi em sẽ đóng cái đun ti này vào. Đóng cái đun ti này Cái đồng hồ này rất hay bị kẹt cái cá này các bác nhé. Cái cá này. Cá giữ giữ máy này. Đó. Thì em sẽ kiểm tra việc lên cót đồng hồ này. À, em thấy cái cót lên cót này thì vẫn bình thường nhé. Lên cót là chạy này. Vẫn đang chạy nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ lên cót tay. Xem nó bị hiện tượng gì. Đó. Để biết là nó bị hiện tượng gì thì là em sẽ đánh dấu một cái chấm ở đây. Chấm nhỏ để em kiểm tra cái việc lên cót của nó. Đó. Đó, vẫn lên cót bình thường. Các bạn. Em nhìn qua em thấy là lên cót bình thường nhé. Không có vấn đề gì cả. Đấy, còn bác ấy bảo tóc có bị hiện tượng gì thì em chưa rõ. Đây. Hấp hơi nước, chống nước này. Dây tóc đứt, nếu mà dây tóc mà bị đứt đi thì nó không chạy đâu nha bác nhé. Bác Long nhé. Đó, lên cót nặng thì chắc là có khi là nó em lên cót tay em cảm thấy là bình thường, không có hiện tượng gì cả, chắc nó căng cót quá thì nó nặng tay thôi. Úp đồng hồ xuống là chết, không chạy được. Đó, úp đồng hồ xuống là sẽ chết, không chạy được. Đấy, vừa nãy úp xuống là trên này là chết. Thì em nhìn qua em thấy tóc đúng là có vấn đề rồi. Tóc có vấn đề rồi các bạn. Đó, nếu mà cái tóc này không không khắc phục được là phải thay tóc khác. Đó, để em sẽ kiểm tra cái phần 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 máy xem thế nào. Đúng không? Bằng cách tháo cái tóc ra để kiểm tra phần máy. Kiểm tra thì em thấy ngựa vẫn đá bình thường, thế chỉ cần lau dầu thôi, máy thì chắc không làm sao.
Tóc này thì em phải kiểm tra là kỹ cái tóc này. Đấy, tóc này nếu mà xem là không ổn thì phải thay tóc khác. Đấy, như bác có nói. Đứt thì không không phải đứt đâu, nhưng mà đứt thì không chạy đâu bác nhé. Đấy, đứt thì không chạy đâu nhé. Khả năng là nó gãy cái chân chân trục thôi. Đó, thì nó sẽ không ấy, em sẽ nắn qua cái tóc này thử xem nào. Để theo dõi xem. Nắn qua cái tóc này. Nó bị hiện tượng gì? Đó, em thấy cái tóc này không ổn. Không ổn lắm đâu. Nói thực với bác thì em thấy không ổn. Đó. Rồi em cứ kiểm tra cứ và vậy thì bây giờ phải để cho nó chạy đã. Nó chạy theo dõi trong một ngày xem nó thế nào. Nên có tay căng lên. Đó, và theo dõi trong vòng một ngày xem thế nào. Vẫn chưa ngậm. Để cái này ngậm ngậm vào đây là mình cũng phải khéo léo lựa 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 nó mới vào được các bác ạ, chứ không phải nó vào cái là vào ngay đâu đó anh em. Đấy, mình phải lựa lựa. Vậy thì em sẽ xử lý cái đầu tiên của bác ấy là cái này, cái này nó bùng rồi bác này. Đây này. Đó, em sẽ xử lý đầu tiên cái này đã. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì cả đâu, nhưng mà em cứ làm trước luôn cho bác ấy. Em sẽ không tháo ra. Mà em bóc nó ra, em xử lý luôn cho bác ấy. Bóc nó ra nhé. Tại vì đây nó chỉ để các bác này, chỉ gắn mỗi băng dính hai mặt thôi. Đó, này. Đó, vậy thì em sẽ thôi được rồi, em sẽ cũng vẫn xử lý như như của bác ấy. Đó. Em sẽ không gắn nữa mà em sẽ xử lý đúng như như, như của nó. Ra nhé. À, đây, em nó dùng đúng một cái băng dính như thế các bác. Sẽ cắt đôi cái băng dính này ra và em sẽ dán vào đây. Đó, em sẽ không không dùng keo gắn nữa. Lúc đầu em định dùng keo đấy, nhưng mà cuối cùng em quyết định là em sẽ gắn lại như như cũ của nó. Đó. Và tiếp theo em sẽ lấy cái nửa còn lại ấy, em sẽ gắn bên này cho nó cân. Đó. Rồi vào đây cái logo của nó này. Em sẽ đặt vào đây cho nó cân. Thế là được rồi các bác. À, nhưng mà dù sao em thấy nó vẫn không không ưa mắt lắm. Đó, rồi ok. Đây này. Em vẫn thấy không thích lắm. Đó, không không ưa mắt lắm. Vậy thì em sẽ gắn lại bằng keo con chó cho bác ấy. Đó, keo con chó các bác nhé. Em sẽ bóc nó ra. Em gắn bằng keo con chó cho bác ấy. Đây chính là cái keo em sẽ dùng để em gắn cho bác ấy. Em mở nó ra. Em bóp nó ra. Đó. Và em sẽ bỏ hết cái keo kia đi. Em sẽ không dùng cái keo cũ của nó nữa. Em dùng chính cái keo này. Để em gắn cho bác ấy. Gắn cái keo này thì nó bền hơn. Nó đẹp hơn, hình thức đẹp hơn. Ừ. Đó, đây các bác. Thì em sẽ tạm thời em để vào cái này để em gắn lịch keo. Đó, em sẽ gắn tiếp bên này. Cái này tí nữa là mình gắn vào nó sẽ bám rất là chắc đấy.
Vâng. Đó, em sẽ gắn luôn vào đây. Đó. Cái này mình khéo léo một tí là nó đẹp cho khách, nhưng mà không có cái gì khó cả, rất đơn giản thôi mà lại chắc chắn luôn. Đó, sau khi xong thì em sẽ bỏ cái keo này đi, bỏ cái băng dính này đi, bỏ băng dính của bác đi. Đó, em bỏ đi nhé. Nhiều bác bảo em là sao không lắp cái cũ vào đúng không, thì em thấy nó hình thức nó không đẹp và nó không chắc, em sẽ bỏ đi. Nó là băng dính hai mặt thôi các bác, băng dính dán giấy ấy. Đó, và em sẽ gắn nó vào đây. Gắn cái này thì phải một lúc nó mới khô được các bạn. À, nhưng mà khi nó khô rồi thì nó rất là chắc, yên tâm luôn. Đó. Đấy, vậy em đã khắc phục xong cái chỗ này của bác ấy. Vậy thì bây giờ theo dõi. Phải theo dõi. Đó, rồi, chào các bác.